Ngày mùng 7 tháng 5, thứ năm tuần 4 phục sinh. Ai đón nhận kẻ thầy sai là đón nhận thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi đã rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: Thật, thầy bảo thật các con, tôi tớ không trọng hơn chủ. Kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì thầy biết những kẻ thầy đã chọn, nhưng lời thánh kinh sau đây phải được ứng nghiệm: chính kẻ ăn bánh của ta sẽ giơ gót lên đạp ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một việc khi xảy đến, các con tin rằng thầy là ai. Thật, thầy bảo thật các con, ai đón nhận kẻ thầy sai là đón nhận thầy, và ai đón nhận thầy là đón nhận đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Đón nhận tin mừng. Ai đón nhận kẻ thầy sai là đón nhận thầy. Từ Thiên Chúa Cha đến Thiên Chúa Con là Đức Giêsu, đến những người được Chúa Giêsu sai đi, có một mối tương quan hiệp thông thực là mật thiết. Chúa Giêsu nói: ai đón nhận kẻ thầy sai là đón nhận thầy, và ai đón nhận thầy là đón nhận đấng đã sai thầy. Được hiệp thông với Thiên Chúa uy quyền, với đấng đã tác thành vũ trụ và con người, với đấng là Chúa Tể Vũ Hoàn và muôn dân nước, với đấng cầm quyền sinh tử cả nhân loại và thế gian này, là ân huệ, là vinh dự lớn lao cho con người, cùng bé thấp mọn chẳng đáng chi. Vinh dự ấy chỉ có được khi chúng ta khiêm nhượng, nhận ra mình hèn mọn và luôn phải thuộc về Thiên Chúa cao cả. Bao lâu con người còn tự phụ tự tôn, cái có không đáng kể của mình, thì bấy lâu con người khó lòng mà nhận ra sự cao cả của Thiên Chúa, và không đón nhận người Giuđa không muốn thuộc về Chúa. Giuđa tự phụ nghĩ rằng với 30 đồng bạc anh ta có thể tự định đoạt đời mình hạnh phúc, nhưng anh ấy đã sai lầm. Tiền bạc lại quý hơn tin mừng sao? Suy nghĩ và thái độ của Giuđa còn tàng ẩn trong mỗi chúng ta. Biết bao Kitô hữu nghèo nàn, khổ bần, cùng thực thà chân thất đang sống tin mừng chân chính giữa đời, lại không được tiếp đón tử tế cho bằng người có tiền của, có địa vị, có nhan sắc, có miệng lưỡi ngoa ngoắc nịnh bợ. Những Kitô hữu nghèo ấy không được Chúa sai đi vào lòng người đời sao? Cách sống ngược lại với tin mừng là từ chối tin mừng, từ chối Thiên Chúa, và là cách cắt đứt tương quan hiệp thông tuyệt hảo của dòng mạch ân sủng là sự sống đời đời. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quý trọng, biết đón nhận tin mừng,
và những ai đang sống tin mừng để hiệp thông trong Chúa. Lạy mẹ Maria, mẹ đã đón nhận Chúa Giêsu và tin mừng cho người nghèo khó. Xin cầu cho chúng con quý trọng, yêu mến Thiên Chúa hơn vàng bạc châu báu ở trần gian, và nhờ người chúng con hiệp thông với Cha trên trời. Cùng xin mẹ ban cho mọi dân nước đối xử công bằng với nhau trong tình nhân loại, biết giúp nhau xây dựng một nền hòa bình thịnh vượng theo tinh thần của tin mừng. Amen. Chúng con xin trao vào đôi tay từ máu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn. Đức mẹ chuyện cầu, xin Chúa nhận lời chúng.